Siêu âm thai 4D hay 5D tốt hơn, chi phí bao nhiêu? Bạn đọc đặt câu hỏi, em muốn tìm hiểu về siêu âm thai 4D hay 5D tốt hơn và chi phí là bao nhiêu ạ? Em cảm ơn. Bạn thân mến, siêu âm 4D hay siêu âm 4 chiều về cơ bản là giống siêu âm 3D, nhưng khác biệt ở chỗ có thể cung cấp video chuyển động của thai nhi trong thời gian thực. Giống như siêu âm 3D, siêu âm 4D cũng cho phép bác sĩ chẩn đoán các vấn đề về sức khỏe của thai nhi dựa trên hình ảnh siêu âm rõ nét hơn so với hình ảnh 2D. Nói cách khác, siêu âm 4D chính là siêu âm 3D chuyển động. Chi phí siêu âm 4D dao động từ 200 đến 500 nghìn đồng cho mỗi lần thực hiện. Siêu âm 5D không phải là siêu âm 5 chiều. Một số phòng khám khẳng định siêu âm 5D mang lại chất lượng tốt nhất, nhưng trên thực tế nó chỉ có ưu điểm hơn trong việc tái hiện đẹp hơn hình ảnh của em bé dưới nguồn ánh sáng ảo do tích hợp với công nghệ phủ màu, giúp hình ảnh của em bé chân thực hơn. Vì kỹ thuật siêu âm không khác biệt so với siêu âm 4D. Bên cạnh đó, công nghệ siêu âm 5D có thể hỗ trợ tốt cho các bác sĩ trong việc rút ngắn thời gian thực hiện các phép đo và tăng độ chính xác kết quả do tính chất tự động quét và hiển thị các thông số. Về chi phí siêu âm 5D, mỗi địa điểm thăm khám sẽ được áp dụng với một mức giá khác nhau. Tuy nhiên, mức giá trung bình hiện nay thường dao động trong khoảng từ 400 đến 600 nghìn đồng trên mỗi lần siêu âm. Tuy nhiên, không phải lúc nào đây cũng là ưu điểm, bởi vì kinh nghiệm và tay nghề kỹ thuật viên mới là điều kiện tiên quyết cho ra kết quả siêu âm chính xác nhất. Đặc biệt là trong những trường hợp xuất hiện bất thường hay đôi khi máy móc không nhận dạng được do sự thay đổi vị trí nằm của thai nhi. Siêu âm 5D có an toàn hay không? Theo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA, siêu âm dù là 2D, 3D, 4D hay 5D đều không gây tổn hại cho thai nhi đang phát triển. Chúng không sử dụng tia X hoặc là bức xạ và chúng không liên quan đến bất kỳ vấn đề sức khỏe hoặc là phát triển nào. Tuy nhiên, những hướng dẫn này chỉ dành cho siêu âm do các chuyên gia được đào tạo thực hiện dựa trên nhu cầu y tế. Thai phụ chỉ nên được siêu âm bởi các bác sĩ sản khoa và bác sĩ chẩn đoán hình ảnh được đào tạo chuyên sâu về chẩn đoán trước sinh và nên lựa chọn siêu âm tại các cơ sở y tế được Bộ Y tế cấp phép. Cũng nên tránh việc siêu âm chỉ để phục vụ mục đích kỷ niệm cho quá trình mang thai, vì điều đó là không cần thiết và có thể có những tác động chưa được hiểu biết đầy đủ đến em bé và thai kỳ của người mẹ. Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chương trình. Mình chúc bạn có thật nhiều sức khỏe. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.